Năm mới, Tết đến xuân về, app dầu, app mở trên nở, app đăng ký kênh Quân Torico để nhận được những thông báo video mới nhất từ kênh của mình. Vì vậy nên các bạn hãy tự giác đăng ký kênh Quân Torico để trở thành một người thanh lịch, văn minh, đẹp trai, xinh gái và có thật nhiều may mắn tốt lành trong năm mới này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng. Chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi bạn đến với video hướng dẫn Run City. Xin chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, cũng như đạt được thành công trên con đường Run City, tìm kiếm được niềm vui và có thật nhiều kỷ niệm đẹp và cùng đồng hành với channel của mình nhé các bạn. Đây sẽ là một video đặc biệt đầu tiên của năm mới để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của rất nhiều bạn là làm cách nào để có mảnh Blood God Summon triệu hồi hay làm cách nào để sở hữu Blood God. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời nha các bạn. Đầu tiên thì nhắc đến Blood God có gì đặc biệt. Đây là một chú rồng Vampire cấp 10 có skill đầu tiên là hệ ngoài không gian. Chúng ta sẽ không khắc chế nhưng cũng không bị khắc chế. Chúng ta sẽ tránh được những trường hợp bị sóc đam. Skill 2 của Blood God là skill có thể là đánh lan, đồng thời hồi máu tập thể. Lượng đam gây ra hay lượng máu hồi phục càng cao tùy theo số lượng rồng mà chúng ta tác động vào càng ít. Các skill còn lại của Blood God thì đam thuộc loại là cao các bạn. Nhìn chung thì chú rồng Blood God chúng ta có tính chiến thuật rất là cao và là một chú rồng đáng chơi nhất trong dàn Vampire. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi video của mình thì cũng không lạ gì với những pha cưng 2 cưng 3 ảo ma Canada đến từ vị trí của Blood God. Quá ghê gớm là câu nói mà chúng ta thường sử dụng cho chú rồng Blood God lực kèo trong những cái tình huống mà chúng ta cũng không ngờ đến luôn các bạn. Chính vì vậy nên việc mà chúng ta săn đón chú rồng Blood God là một điều không có gì là khó hiểu cả. Nhưng đủ nắng thì hoa mới nở, cũng như muốn kích hoạt được sức mạnh của Blood God thì các bạn cần phải nâng sao. Điều đầu tiên chính là chúng ta phải có Blood God cái đã. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp lại những cách để mà chúng ta sở hữu chú rồng Blood God. Vậy chúng ta sẽ cùng đếm lại cách đầu tiên cũng là cách đơn giản nhất, đợi chờ là hạnh phúc. Chúng ta sẽ chờ sự kiện bán off và rồi tự mua off trong sự kiện Sale Frenzy, tạm gọi là bán hàng siêu khủng. Đây chính là sự kiện sẽ mở bán off của những chú rồng quý hiếm tiêu biểu như Titan, Vampire, Corrupted. Và trong sự kiện này thì chúng ta có thể mua mảnh của chú rồng Blood God và sau đó chúng ta sẽ chờ sự kiện Summon 99 để mà bù off Legion vào. Sự kiện này thì chúng ta thường xuất hiện ở những ngày lễ lớn như là sinh nhật Run City, Noel, Black Friday. Ô gái kìa. À không, ý mình là những ngày đầu năm mới hoặc là lâu lâu thì có một lần các bạn vào trong phần off shop trong cái cây cổ thụ to lớn và các bạn sẽ thấy được là ở trong đây chúng ta có bán off của chú rồng Blood God với giá là 70 game. Với đó chúng ta sẽ được cộng là 10 off của chú rồng Blood God này. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những chú rồng khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có những điều lưu ý khi mà các bạn mua mảnh là off Blood God. Đó là thứ nhất, chúng ta chỉ nên mua một lần. Khi đó chúng ta bù off Legend vào và Summon trong sự kiện Summon 99. Bởi vì off Legend thì chúng ta có thể kiếm được thông qua sự kiện, hoặc nếu có mua khi có giảm giá thì cũng rẻ hơn, chỉ 40 game cho 10 off. Còn sự kiện Summon 99 thì khoảng tầm 1 tháng sẽ đến một lần. Còn sự kiện Empower thì cách khoảng tầm nửa tháng so với lại sự kiện Summon. Khi đó nếu như chúng ta đã có chú rồng Blood God rồi thì chúng ta có thể là dành off để mà nâng sao. Điều lưu ý thứ hai là ngoài việc các bạn mua off của chú rồng Blood God ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn 3 chú rồng Vampire đáng chơi khác, lần lượt là Hexer Vampire, Rifle Vampire và Sinful Vampire. Chi tiết của những chú rồng Vampire mình có làm video tất cả skill của những chú rồng Vampire, link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Điều lưu ý thứ ba là các bạn không nên mua mảnh của những chú rồng Corruptis, bởi vì trung bình mảnh để summon một chú rồng Corruptis rơi vào khoảng tầm 200, mà sự kiện Summon 99 chúng ta chỉ bù được 99 off. Và xét về sức mạnh thì những chú rồng Corruptis không quá nổi bật so với lại những chú rồng Vampire, và nếu mua thì các bạn nên mua nguyên con và chỉ nên lựa chọn giữa chú rồng Legend Corruptis hoặc là Chao Corruptis, vì đó là hai chú rồng thủ lĩnh của binh đoàn có cách 10.
Điều lưu ý cuối cùng là với 10 op plus god, nếu như các bạn có nhiều op legend thì các bạn cũng có thể là nhân giống mảnh plus god bằng cách là các bạn chuyển qua nick khác, rồi các bạn summon ở nick chính lần 1 và rồi chuyển lại summon ở nick chính lần 2. Khi mà chúng ta có hai chú rồng plus god, chúng ta sẽ phân tách chú rồng plus god ở level 30 và thu được 100 op của chú rồng plus god. Chi tiết về cách làm thì mình cũng đã có làm một video hướng dẫn nhanh giống mảnh, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Ngoài ra trong sự kiện Sale Frenzy này, các bạn có thể là mua trực tiếp chú rồng Lux God ở trong cửa hàng khi mà chúng ta nếu như có được bán. Và các bạn lưu ý là ở trong cửa hàng thì đôi lúc sẽ có những cái được là refresh, chính là chúng ta sẽ chuyển qua nhiều chú rồng khác nhau, cho nên là có lúc chúng ta sẽ có bán Lux God, có lúc là chúng ta sẽ bán chú rồng khác nha các bạn. Ở trong shop của mình hiện tại thì chỉ có bán những chú rồng corrupted thôi, cho nên mình sẽ lấy một tấm ảnh ra để minh họa cho các bạn. Đây, nếu như các bạn mua nguyên một chú rồng Blitz God Vampire ở trong shop thì chúng ta tốn khoảng tầm là 649 game. Với lượng game này thì nói chung là nhiều hơn so với việc là chúng ta chỉ mua mảnh của chú rồng Blitz God rồi sau đó chờ sự kiện summon và bù óc vào. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có ưu điểm, đó là chúng ta sẽ có chú rồng Blitz God sớm hơn và chắc chắn hơn nếu như các bạn sợ sự kiện summon sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, với lời khuyên của mình thì tại thời điểm hiện tại chúng ta không nên mua chú rồng ở trong shop nha các bạn. Chúng ta nên mua mảnh để có thể là tiết kiệm hơn. Còn ở trong shop thì dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn sở hữu những chú rồng corrupted thì chúng ta nên mua nguyên con và nên lựa chọn giữa chú rồng legend corrupted hoặc là child corrupted. Về ý kiến của mình thì mình thiên về chú rồng child corrupted hơn. Mình chỉ góp ý sương sương là như vậy thôi. Amazing, good job em. Đến với lại cách thứ hai là cách mà chúng ta sẽ thuận theo tự nhiên. Các bạn sẽ sở hữu được chú rồng Blitz God khi bạn hoàn thành xong bộ sưu tập Vampire Family 2. Thì để hoàn thành được bộ sưu tập này thì các bạn cần phải sở hữu những chú rồng sau. Đầu tiên chính là chú rồng Bayer Osmantis Vampire, tiếp theo đó là chú rồng Hesher Vampire Dragon, và tiếp theo nữa là chú rồng Usurper Vampire, cuối cùng là chú rồng Randy's Vampire Dragon. Như bạn thấy thì mình đã hoàn thành xong bộ sưu tập này rồi. Sau khi hoàn thành xong bộ sưu tập này thì chúng ta sẽ nhận được một quả trứng Blood God Vampire còn nguyên tem, và ngoài ra còn có trái cây và game nữa các bạn. Nhưng với cách này thì cũng rất là lâu và rất chi là rắc rối, chỉ phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta có duyên với lại bộ box 2 này. Chúng ta mở ra, nói chung là đa số những chú rồng trong đây như là Bio Osmantis, chúng ta mở ra Utrecht, chúng ta mở ra Gandhi Vampire, thì khi chỉ còn lại từ 1 đến 2 chú rồng Vampire có trong danh sách này thì chúng ta mới để ý đến cách này. Rồi các bạn sẽ đi tìm mảnh của những chú rồng còn thiếu, chúng ta có thể là đi xin mảnh hoặc là chúng ta xem quảng cáo. Đặc biệt là chúng ta có thể tham gia sự kiện khi mà có quả trứng Vampire hay là mảnh của chú rồng Vampire để bằng cách nào đó chúng ta hoàn thành xong bộ sưu tập này. Đến với lại cách thứ ba, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Đó chính là cách mà chúng ta sẽ vào trong clan để mà xin mảnh hoặc là trao đổi với mảnh Plus God. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài lưu ý như sau. Thứ nhất là clan của các bạn phải có thành viên có sở hữu mảnh Blitz God và có thể train được. Để xác định được điều này, các bạn nên giao lưu, tương tác với các thành viên ở trong clan của mình, cũng như cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ clan thật tốt, tạo được một mối quan hệ đáng tin cậy với mọi người. Thứ hai là khi các bạn chưa có mảnh Blitz God thì các bạn không thể xin trực tiếp mảnh Blitz God. Bởi vì khi các bạn muốn xin mảnh của một chú rồng nào đó thì các bạn cần phải có ít nhất một mảnh của chú rồng đó, thì khi chúng ta tìm mới hiện lên để cho chúng ta xin. Còn khi mà chúng ta chưa có mảnh nào thì chúng ta không hiện lên để mà xin được. Chính vì vậy, đối phương sẽ là người trên mảnh Blitz God. Sau khi chúng ta đã hoàn thành yêu cầu như trong thỏa thuận, đó có thể là đổi mảnh của một chú rồng nào đó trước hoặc là được trao tặng, thì chúng ta nên cảm ơn trước. Nếu đó là một phần thưởng clan thì chúng ta nên cố gắng, nỗ lực để mà giành lấy. Điều lưu ý thứ ba, mình sẽ gửi cho các bạn những mảnh rồng mà các bạn có thể thử để đổi lấy mảnh Blitz God như là mảnh Brightful Vampire, mảnh Hesher Vampire với tỷ lệ 3-1 hoặc là tỷ lệ 2-1. Có nghĩa là các bạn sẽ dùng 18 op Brightful để mà đổi 6 op Blitz God nếu đó là tỷ lệ 3-1, hoặc là 12 op của chú rồng Hesher Vampire đổi lấy 6 op của chú rồng Blitz God nếu đó là tỷ lệ 2-1.
Ngoài ra, đôi lúc chúng ta cũng có thể sử dụng mảnh của những chú rồng Titan hoặc là Cryptis hay một chú rồng nào đó mà đối phương cần. Về mảnh của chú rồng đó thì chúng ta có thể kiếm được thông qua các hoạt động hàng ngày như là xem quảng cáo, mở rương và đặc biệt là tham gia các sự kiện. Nếu như clan của chúng ta không có mảnh Blood God thì chúng ta có thể lựa chọn một thời điểm thích hợp để mà đi trend. Và các bạn lưu ý là điểm số chúng ta khi mà rời clan thì sẽ không có được lưu lại, cũng như là khi đến clan mới chúng ta sẽ phải mất 12 tiếng để có thể là bắt đầu trend. Cho nên các bạn nên lựa chọn những đợt khi mà vừa kết thúc nhiệm vụ clan thì khi đó chúng ta sẽ có được khoảng thời gian thích hợp hơn. Đây, như là trên màn hình thì mình đang ví dụ các bạn là cách chúng ta có thể là chat trong clan để mà xin mảnh, xem thử là có bạn nào cho clan chúng ta có nhu cầu không thì chúng ta cứ chat ra, rồi có gì thì chúng ta có thể là bàn bạc thương lượng, giống như là có một số bạn thì cần mảnh này, có một số bạn thì cần mảnh kia. Nhưng thông thường thì chúng ta hay dùng mảnh Prideful Vampire hoặc là Hexer Vampire để đổi mảnh Blood God Vampire. Còn nếu như là mảnh của những chú rồng có đồ quý hiếm kém hơn thì chúng ta chỉ cần cho tỷ lệ cao hơn rồi chờ đợi kết quả nha các bạn. Đến với lại cách thứ tư, đó là cách mà mình vẫn thường hay đề xuất cho các bạn, đó là đi một ngày đàn học một sàn khôn. Khi mà trong cửa lan chúng ta đã không có bạn nào có mảnh Blood God hoặc là không có ai có nhu cầu đổi mảnh để mà chúng ta có mảnh Blood God thì chúng ta sẽ phải là tạm thời rời cửa lan và đi tìm một bạn nào đó để mà chúng ta có nhu cầu trend với nhau. Rồi thì để làm được điều đó, các bạn chúng ta nên là lên Facebook và chúng ta gia nhập những hội nhóm Run City trên Facebook. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là một số nhóm Run City trên Facebook để các bạn có thể là xin vào và chúng ta đăng bài để mà đổi mảnh Blood God. Hoặc là chúng ta lướt Facebook để xem có bạn nào đó có nhu cầu đổi mảnh Blood God để mà lấy mảnh nào đó không. Nếu như chúng ta có hoặc là chúng ta có mảnh nào tương tự thì chúng ta có thể comment để mà có gì cùng nhau thương lượng nha các bạn. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cây cổ thụ và chúng ta kiểm tra xem mình có mảnh của những chú rồng nào mà có thể là sử dụng để mà đi trend được không. Ở đây thì các bạn nên ưu tiên chúng ta chụp hình mảnh của những chú rồng Vampire hoặc là những chú rồng Titan. Cũng có thể là những chú rồng đang cần thiết như là mảnh của chú rồng Legacy chẳng hạn. Nếu như các bạn chưa có mảnh của những chú rồng quý hiếm nào để chúng ta có thể trao đổi thì thôi, chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội nhé các bạn. Ở đây thì như các bạn đã thấy, mình đang có là 21 mảnh của chú rồng Hexer Vampire. Nhiều đề mảnh là chúng ta cũng dư sức để mà đổi 6 mảnh Blood God rồi. Có thể mình sẽ đổi bằng tỷ lệ 2-1 hoặc là tỷ lệ 3-1. Nói chung thì tỷ lệ mảnh trend càng cao thì tỷ lệ thành công càng lớn và càng nhanh nha các bạn. Đã chụp xong một tấm hình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là đến với lại các group Facebook nha các bạn. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu các bạn là group của mình, đó là Thợ Săn Run City Quân Toriko. Thì các bạn có thể là chúng ta vào, và nếu như bạn nào chưa vào thì chúng ta hãy trả lời những câu hỏi chúng ta sẽ vào nha các bạn. Nói chung đó là những quy tắc để mà chúng ta có thể là vào group. Sau khi các bạn đã vào rồi thì các bạn có thể là đăng bài để mà tìm người có nhu cầu trend với mình, hoặc là các bạn lướt xuống xem là có ai đó cũng đang muốn là trend mảnh mà đúng ngay mảnh mà chúng ta đang muốn hay không. Còn mình thì lâu lâu mình sẽ đăng những thông báo như là tuyển thành viên nhóm nè, thông báo like nè và thông báo các nhiệm vụ trong clan và nhiều cái thông báo sự kiện khác. Nếu như các bạn có quan tâm đến thì các bạn đừng nên bỏ qua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một bài đăng để mà xin mảnh Blood God. Thì chúng ta sẽ sử dụng tấm hình mà chúng ta vừa chụp khi nãy. Rồi chúng ta sẽ viết tiêu đề phù hợp với nhu cầu trend mảnh của mình. Mình sẽ ví dụ là đổi mảnh headset lấy mảnh Blood God với tỷ lệ 3-1. Ở đây có nghĩa là mình sẽ dùng 18 mảnh của chú rồng Hexer để đổi lấy 6 mảnh của chú rồng Blood God. Trên thực tế thì chắc chúng ta chỉ cần đến 12 mảnh là có thể đổi được rồi các bạn. Đôi khi là có thể lấy 6 mảnh, đổi 6 mảnh luôn, bởi vì mảnh Blood God đã không còn quá khó sở hữu như ngày xưa nữa rồi. Và mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số group Facebook Run City khác để các bạn có thể là tham gia và giao lưu cũng như học hỏi kinh nghiệm với mọi người. Đây là group hội chơi Run City Việt Nam với số lượng thành viên rất là đông đảo nha các bạn. Tiếp theo là group Facebook cộng đồng Run City Việt Nam. Thì
thì ở đây chúng ta có cộng đồng Red City Việt Nam và cộng đồng Red City Việt Nam 2 là group để mà dự phòng. Thì các bạn cũng có thể là gia nhập vào cả hai group luôn nha các bạn. Trời ơi, có một số bạn chúng ta mở mảnh rất là hên, được mảnh rifle kìa. Chúng ta cũng có thể đến với group của idol Sonic T, đó là Run City Sonic T. Các bạn có thể là xin vào và gia nhập, cũng như một vài group Facebook khác, các bạn có thể là tìm những group Facebook liên quan. Nói đến đây thì chúng ta cũng nói đến với lại cách thứ 5 khi mà các bạn muốn tu luyện một bộ võ công trong truyền thuyết, đó chính là Đô La Thần Chưởng. Không ngờ cũng ngày ta dùng đến chiếc kỹ này. Nắm chặt 20.000, băng hồn đồng giáp. Đó là các bạn có thể mua óp từ một người vô cùng uy tín, siêu cấp đẹp trai, vô địch thanh lịch và cũng rất nổi tiếng trong giới Run City, không ai khác đó chính là idol Sonic T của chúng ta. Ở đây thì mình thấy giá của một óp Legend dao động từ 1k và óp Heroic thì là 1k rưỡi. Nhưng mà nếu các bạn mua óp Blood God, nếu mua lẻ thì mình nghĩ 6 óp hoặc là 12 óp Blood God với giá 20k là hợp lý rồi. Còn nếu các bạn muốn mua số lượng lớn hoặc là óp của những chú rồng Legend khác thì các bạn có thể là bàn bạc thêm. Để tìm được nick Facebook chính chủ của idol ZT thì các bạn có thể là vào channel của idol ZT hoặc là vào trong group Run City Sonic T để tìm nha các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn một nhân vật khác cũng rất là nổi tiếng trong các dịch vụ về Run City, đó là chị Trinh vừa game DC. Mình chỉ có một mô tả ngắn gọn thôi, đó chính là uy tín và chất lượng nha các bạn. Ngoài ra thì cũng có một số nhân vật có tâm và có tầm khác trong giới Run City, các bạn từ từ tìm hiểu nha. Mình chờ đợi các bạn dấn thân vào Subit Run City để cùng nhau hit drama. Còn về mình thì hiện tại mình không có kinh doanh dịch vụ gì về Run City hết nha các bạn. Mặc dù mình có để link Donta ở dưới phần mô tả nhưng mà mình cũng không khuyến cáo lắm. Nếu như có bạn nào muốn ủng hộ tinh thần cho series chúng ta thì mình cũng sẵn lòng đón nhận. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Bây giờ chúng ta cùng trở lại với bài đăng khi nãy, mới có tí xíu thôi mà đã có nhiều bạn vào comment rồi các bạn. Ở đây thì nói chung là có những comment góc vui giải trí. Cũng đã có một bạn muốn đổi mạnh cho mình rồi, đó chính là bạn HCT Channel, nhưng mà mình chỉ làm để lấy ví dụ thôi nha các bạn. Rồi, quay trở lại với Run City thì ngoài 5 cách mà mình mới kể trên thì chúng ta cũng có thể là trông chờ vào nhân phẩm khi chúng ta thực hiện các hoạt động hàng ngày. Như là cứ qua một đợt Divine Pass mới thì chúng ta sẽ được một lần nhận mạnh miễn phí ở trong Divine Habitat. Khi này thì chúng ta cũng có thể trông mong ra óp của những chú rồng quý hiếm. Gợi ý cho các bạn là chúng ta nên để những chú rồng quý hiếm ở trong môi trường này để tăng tỷ lệ nhận mảnh quý hiếm luôn nha các bạn. Mình ví dụ ở đây có một bạn may mắn đã mở ra được 5 mảnh Blood God nè. Ngoài ra thì các bạn mở những chiếc rương Legend ở trong Divine Pass thì các bạn cũng có cơ hội sẽ nhận được 5 mảnh của chú rồng Blood God nha các bạn. Đôi khi là trong các sự kiện cũng sẽ có điều bất ngờ. Rồi, và có lẽ video chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.